Nhiều bạn hỏi mình là nên học gì để chuẩn bị trước khi sang Úc. Theo trải nghiệm của mình, nếu mà thời gian chuẩn bị trước khi qua nhiều và các bạn dư giả lúa thì hãy học đủ combo luôn, là học lái xe hơi, học nghề, học chứng chỉ RSA phục vụ rượu hoặc là RSG phục vụ trong casino nếu mà bạn muốn làm trong nhà hàng khách sạn casino ở Úc. Và lựa chọn học nghề nào thì hãy lựa chọn nghề bạn cảm thấy thích. Ví dụ như barista là pha cà phê thì bạn có thích không khí trong quán cà phê và làm việc buổi sáng hay không? Hoặc là bartender là pha chế rượu thì các bạn sẽ làm trong quán bar. Hoặc là làm nails, nối mi, làm bánh. Những nghề này qua Úc dễ kiếm việc làm thêm. Biết nhiều nghề thì càng dễ kiếm việc. Có đầy đủ skill rồi thì qua Úc đầy tự tin luôn. Nếu thời gian gấp rút quá và không có nhiều lúa thì các bạn hãy ưu tiên học nghề trước. Ưu tiên tìm việc cái đã. Ở thành phố thì có phương tiện công cộng nên chưa có nhất thiết quá là phải biết lái xe. Chứng chỉ RSA và RSG học online được và học cũng khá nhanh. Nên nếu chỗ nào họ yêu cầu bạn có chứng chỉ đó mà bạn chưa có thì bạn cứ nhận công việc cái đã rồi hẹn họ là cỡ 1 tuần sau bạn sẽ có chứng chỉ. Và một điều cũng quan trọng nữa là khi nộp visa sang Úc thì các bạn cũng có trình độ tiếng Anh nhất định rồi. Nhưng mà bên này họ nói tiếng Anh khác lắm, không giống kiểu như Việt Nam được học. Nên hãy dành thêm thời gian để tự học tiếng Anh, như xem thêm các chương trình của Úc, xem tin tức của Úc để rèn luyện tiếng Anh thêm nha. Chúc các bạn qua Úc thuận lợi. Hãy follow mình để xem thêm nhiều chia sẻ về công việc và cuộc sống ở bên Úc. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye!